Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Du Mục Tri Quán. Hôm nay, chúng ta sẽ đi thăm lăng vua Thiệu Trị, là lăng vua thứ ba ở Huế, sau lăng vua Gia Long và Minh Mạng. Thiệu Trị là vị hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Nguyễn. Ngài là con trưởng của hoàng đế Minh Mạng và mẹ là tá thiên nhân hoàng hậu Hồ Thị Hoa. Hoàng đế Thiệu Trị có tên thật là Nguyễn Phúc Dung. Sau bài đế hệ thi của hoàng đế Minh Mạng, tên của ngài được đổi thành Nguyễn Phúc Miên Tông. Ngài Miên Tông sinh năm 1807. Khi Miên Tông mới 13 ngày tuổi thì mẹ qua đời. Sau đó, ông được Thái Hoàng Thái Hậu Thuận Thiên, vợ hoàng đế Gia Long, nuôi dưỡng. Sau khi hoàng đế Minh Mạng băng hà, ngày 11 tháng 2 năm 1841, Miên Tông lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thiệu Trị. Vua Thiệu Trị là người hiền lành, chăm lo việc nước, nhưng không tạo được thành tựu gì mới so với thời của Gia Long và Minh Mạng. Khi vua Thiệu Trị lên ngôi, ngài được kế thừa một cơ nghiệp ổn định do các tiên đế để lại. Ngài tiếp tục theo đuổi các chính sách trị nước của tổ tiên để giữ gìn mọi thành quả trong đối nội và đối ngoại, tiếp tục thực hiện và hoàn thiện những công việc còn dang dở. Nhà vua chú trọng chấn hưng văn hóa với chính sách phát huy văn hóa nước nhà. Dưới triều Thiệu Trị, các chính sách đối nội và đối ngoại mềm dẻo hơn so với thời Minh Mạng. Thiệu Trị còn nổi tiếng là một vị vua thi ca. Ngài đã để lại cho đời sau nhiều thi phẩm có giá trị. Vốn yêu thích văn chương, thơ ca, nên những lời bình chú tấu chương của vua rất dung hòa và nhẹ nhàng. Vua Thiệu Trị rất xem trọng đạo Phật. Ngoài việc xây dựng cung điện, nhà vua còn cho trùng tu, xây dựng nhiều ngôi chùa lớn như chùa Diệu Đế, tháp Phước Duyên trong khuôn viên chùa Thiên Mụ. Vua Thiệu Trị băng hà ngày 4 tháng 11 năm 1847, sau gần 7 năm trị vì, hưởng dương 41 tuổi, miếu hiệu là Hiến Tổ. Thi hài của ngài được chôn cất ở lăng Thiệu Trị, còn được gọi là Xương Lăng, tọa lạc trên núi Thuận Đạo, thuộc thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 8 km. Chúng ta đã đến được lăng Thiệu Trị. Trời đang nắng gắt, nhưng nhờ có nhiều cây cối, nên không khí khu vực lăng cũng tương đối dễ chịu. Lăng Thiệu Trị có sự khác biệt so với lăng của vua tiền nhiệm Minh Mạng. Ở lăng Minh Mạng, tất cả các công trình gồm lăng tẩm và điện thờ được bố trí theo một trục dọc được gọi là đường thần đạo. Đường thần đạo chạy dài 700 mét từ cổng vào Đại Hồng Môn đến bức tường phía sau Bửu Thành. Trong khi đó, lăng Thiệu Trị được chia làm hai khu vực chính, khu vực lăng tẩm và khu vực điện thờ. Theo các nhà nghiên cứu, có lẽ yếu tố địa lý đã không cho phép kiến tạo xương lăng theo một trục dọc như Hiếu Lăng, nên khu vực điện thờ được xây dựng riêng. Các bạn có đoán được đây là cây gì không? Đây là cây vả. Cây vả có nhiều điểm tương đồng với cây sung, nên dễ bị nhầm lẫn là cây sung. Có nhiều loại vả khác nhau. Nhưng vả nếp, hay còn gọi là vả Huế, được dùng làm thực phẩm phổ biến nhất bởi quả nhỏ, giòn và không quá chát. Lăng đã xuống cấp nghiêm trọng nên nhiều công trình đang được trùng tu như các bạn đang thấy đó. Khi còn sống, vua Thiệu Trị không nghĩ đến việc xây lăng cho mình. Vì vậy, khi ông qua đời, thi hài ông được quàn tại Điện Long An, cung Bảo Định trong 8 tháng. Lúc lâm chung, nhà vua căn dặn người con sắp nối ngôi là Hồng Nhậm về việc xây dựng lăng tẩm sao cho dễ thực hiện và ít tốn kém nhất. Hồng Nhậm lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Tự Đức. Ngài lập tức sai thầy phong thủy đi tìm đất xây lăng cho vua cha. Dưới sự đốc thúc của vua Tự Đức, việc xây dựng xương lăng diễn ra khẩn trương và lăng được hoàn thành trong vòng 10 tháng. Đây là Điện Biểu Đức. Điện Biểu Đức là nơi thờ bài vị của vua Thiệu Trị
và hoàng hậu Từ Dụ. Có lẽ điện vừa được trùng tu nên nhìn còn rất mới. Trong khu vực lăng vua Thiệu Trị còn có một số lăng khác của vợ con ngài. Chết về phía trước là lăng Hiếu Đông của bà Hồ Thị Hoa, là mẹ vua. Không xa đó là khu mộ Tảo Thương, nơi có nhiều ngôi mộ của các hoàng tử, công chúa, con vua Thiệu Trị không may mất sớm. Phía bên trái sau lăng Thiệu Trị là lăng Xương Thọ. Đó là nơi an nghỉ của bà Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ, mẹ của vua Tự Đức. Hình ảnh các bạn đang xem là lăng Xương Thọ của bà Từ Dụ. Hoàng hậu Từ Dụ tên thật là Phạm Thị Hằng. Bà là trưởng nữ của Thượng Thư Bộ Lễ Phạm Đăng Hưng. Bà Từ Dụ quê ở Gò Rùa, huyện Tân Hóa, tỉnh Gia Định. Khu vực này ngày nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Khi còn sống, bà chưa từng được phong làm hoàng hậu, nhưng lần lượt được tôn làm Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu. Khi mất, bà được tôn làm Hoàng hậu. Bà Từ Dụ giúp hoàng đế Thiệu Trị rất nhiều việc chính sự, nên được ngài yêu quý và hỏi ý kiến trước khi đưa ra quyết định nào đó. Trong hậu cung, bà chăm nom, yêu mến tất cả các hoàng tử và công chúa, bất kể là con của ai. Tất cả các con vua xem bà như là mẹ ruột. Tiếng lành đồn xa, ai nấy đều nể phục bà. Khi vua Thiệu Trị gần mất, ngài bí mật phó thác mọi việc cho bà, đồng thời căn dặn các quan rằng: Quý phi là nguyên phối của trẫm, là người phúc đức hiển minh, giúp ta coi công việc trong cung cấm đã 7 năm. Nay ý trẫm muốn lập làm hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc vì việc không làm kịp mà thôi. Bà được coi là thánh mẫu của kinh thành Huế, từ khi lên làm thái hậu dưới triều vua Tự Đức năm 1847, cho đến khi qua đời vào năm 1901, dưới thời vua Thành Thái. Bà Từ Dụ trải qua 8 đời vua Nguyễn, gồm vua Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh và Thành Thái. Tôn hiệu của bà được dùng để đặt tên cho bệnh viện phụ sản lớn nhất ở Sài Gòn, bệnh viện Từ Dũ. Từ Dũ là do phát âm sai của Từ Dụ mà ra. Lăng Xương Thọ được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Sau hơn 100 năm, kiến trúc của lăng vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp. Giữa tháng 6, 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế bắt đầu trùng tu lăng Xương Thọ trong dự án trùng tu kéo dài 1 năm. Kinh phí trùng tu do dòng họ Phạm Đăng, là dòng họ của bà Từ Dụ, đóng góp. Theo thông tin báo chí, đại diện dòng họ Phạm Đăng cũng tặng 49 cây tùng cổ thụ trồng quanh khu vực lăng. Chúng ta đang quay trở lại khu vực lăng Thiệu Trị. Lăng Thiệu Trị khác lăng Minh Mạng ở chỗ không có la thành để bảo vệ toàn bộ khu vực lăng. Ở lăng Thiệu Trị, những cánh đồng lúa và những vườn cây xanh xung quanh được ví như một la thành tự nhiên bảo vệ lăng. Chính la thành tự nhiên đậm chất thôn quê này đã tạo cho lăng một vẻ thanh thoát và bình yên, không có giới hạn giữa trời và đất. Ở phía trước các bạn là hai trụ biểu. Cùng với nhà bia, hai trụ biểu ở mỗi lăng có ý nghĩa thể hiện công đức và quyền lực của hoàng đế. Đây là khu vực Bửu Thành và Huyền Cung. Bửu Thành là bức tường tròn,
bảo vệ phần mộ hoàng đế. Bức tường này có chu vi 260m và cao 3m. Cổng Bửu Thành là cổng duy nhất ra vào Bửu Thành. Cổng này được mở mỗi năm một lần vào ngày giỗ của hoàng đế. Một cầu thang bằng đá dẫn lên cổng Bửu Thành. Hai bên là đôi rồng đá dài khoảng 5,9m. Huyền cung nằm trong Bửu Thành là cung điện dưới lòng đất, nơi đặt thi hài của hoàng đế. Phía trước Bửu Thành là Nghi Môn và Hồ Ngưng Thúy. Đây là những khu vườn hoa xung quanh lầu Đức Hinh. Lầu Đức Hinh, theo hình ảnh lưu trữ, nhìn giống như tòa Minh Lâu ở Lăng Minh Mạng. Tuy nhiên, tòa nhà này đã bị sập, chỉ còn lại phần nền móng. Đây là sân chầu. Hai bên là hai hàng tượng đá, mang nét đặc trưng của nghệ thuật tạc tượng đầu thế kỷ 19 ở Huế. Sân chầu dẫn đến nhà bia, nơi có tấm bia Thánh Đức Thần Tông, khắc bài văn tự 2.500 chữ của vua Tự Đức, được dựng ngày 19 tháng 11 năm 1848 để ca ngợi công đức của vua cha. Lăng Thiệu Trị, hay Xương Lăng, là một di tích trong quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993. Hãy chia sẻ và đăng ký để cập nhật nhiều clip mới thú vị hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Tri Quán.